Đây là tàu nhỏ này, chạy đường nắng nè cả nhà. Đây là con đường có nhiều kỷ niệm cả nhà ơi. Wow, đây có tàu. Tàu đỏ, tàu đỏ. Tàu này thì chạy đường ngắn cả nhà. Tàu đỏ, bên kia là tàu vàng. Bên này tàu vàng cả nhà. Wow, tàu vàng bên đây. Đây là tàu đỏ cả nhà ơi. Xin chào đại gia đình, chào cô chú bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay ngày mới, Blue M xin kính chúc cho đại gia đình thân thương của mình một ngày mới vui vẻ, bình an, phước hạnh, yêu thương và dư dật nha cả nhà. Một ngày mới được gặt hái, vui mừng. Hôm nay Blue M sẽ dẫn đại gia đình mình đi xem một con đường nhỏ, một cái con đường mà gọi là rất là có nhiều kỷ niệm của Bloomer đó cả nhà. Bây giờ hôm nay mình dẫn đại gia đình mình đi để giới thiệu nha, coi con đường đó có những kỷ niệm gì nha cả nhà, nha các bạn. Các bạn thân yêu ơi, đi cùng mình nha. Trên đường đi cũng có hoa nở nữa nè cả nhà. Đây là cỏ hoa đó. Cỏ hoa mọc ở trên đường đi nè, chứ không phải ai trồng đâu cả nhà. Màu tím rất là đẹp luôn. Đây là màu đỏ. Rất là đẹp, có nhiều ong. Rất có nhiều con ong là bám vào những cái hoa này. Chắc là mật ngọt lắm đây. Mật ngọt nên ong mới đậu vào hoa. Rất là dễ thương. Rất là dễ thương luôn cả nhà. Đây các bạn mình ơi, mình xin giới thiệu con đường này rất là có nhiều kỷ niệm. Mình có nhiều kỷ niệm với con đường này đó cả nhà. Mình xin giới thiệu cho cả nhà những kỷ niệm gì nhé. Mình đi nha cả nhà. Các bạn ơi, đi cùng mình luôn, mời để giới thiệu nha. Đây cả nhà ơi, trên cầu thang này ở trên phía trên đó là đường tàu. Đường tàu đi cũng đường ngắn thôi cả nhà, đi mấy vùng gần gần đó nên tàu cũng ngắn chứ không có dài đó. Đây con đường này đó cả nhà, ở đây là cầu thang cũng đi lên đường tàu nè đó, cầu thang cũng đi lên đường tàu đó cả nhà. Còn ngay con đường này, con đường này cả nhà ơi, hồi trước mình đi đây nè, mình thể dục nè, mình đi chiều nào mình cũng đi thể thao ở đây. Thì tự nhiên mình đi về, trên đường về mình gặp con rắn nó ở giữa đường này nè cả nhà. Đó, nó đậu, không phải, nó nằm giữa đường, nó nằm giữa đường. Mình thấy mình sợ quá, mình khựng lại thì nó cũng nằm im mà cả nhà, nó không nằm im, nó không có rụt rịch gì hết trơn á. Thì mình cứ để ý á, mình cứ để ý hoài, không biết là thật hay giả nữa. Tại vì cái màu nó giống rất là màu cây luôn á, màu cây đó cả nhà đó. Nên mình nó nằm im ru à, nó khoảng hơn một rang tay cả nhà, con rắn đó. Cả nhà không biết có sợ rắn không chứ mình mà sợ rắn lắm cả nhà ơi. Rắn như sâu á, sợ lắm. Mình gặp nó là mình sợ lắm cả nhà. Đó. Thì mình cũng
Đây là con đường có nhiều kỷ niệm của mình. Để mình đi để mà giới thiệu lại cho đại gia đình mình xem ở con đường này có những kỷ niệm gì của mình. Giờ mình sợ con rắn lắm đó cả nhà. Xong rồi mình cứ đứng mình chờ coi nó có bò không. Mà nó không có bò đi cả nhà ơi. Nó cứ nằm im vậy đó. Thật là lâu luôn. Cuối cùng mình định đi, lúc mình chuẩn bị đi á thì thấy nó ngoắc ngoe ngoắc ngoải nó bò. Ôi mình run quá chừng luôn á. Đã rắn mũ mình còn sợ không chi là rắn thiệt cả nhà. Sợ lắm luôn đó. Và trên đường đi này cũng có nhiều cây đẹp nữa cả nhà. Có nhiều cây rất tủa ra rất là đẹp luôn đó. Đó cả nhà. Đó, con đường này mỗi buổi chiều mình ra đây để mình đi thể thao đó cả nhà. Đó, đây cũng có bông hoa nở đẹp nữa nè, trắng luôn nè. Đó cả nhà. Đó, rất là đẹp á, con đường lý tưởng không cả nhà. Đây, trên đường đi mình có những cái cây đẹp không cả nhà. Đó. Rất là lý tưởng không cả nhà. Đó, trên đường đi nè, wow. Có những cây thông cao nè, những cái cây cũng cao ơi là cao đó cả nhà. Đó, rồi mình sẽ đi tuốt ra ngoài kia là người ta trồng lúa mì đó cả nhà. Đó, mình tiếp tục đi nha các bạn mình ơi. Tiếp tục đi với mình nha. Đây rồi, cả nhà ơi. Đã tới con đường. Chiều chiều mình hay đi. Đây, thể dục đi. Ôi, các bạn mình xem con đường rộng rãi không nè. Con đường thể thao của mình đó cả nhà. Mỗi chiều mình ra đây đó cả nhà. Đó, mình ra đây để thể dục thể thao nè. Chiều chiều người Đức người ta cũng dẫn chó ra đây để cho nó đi dạo nữa đó cả nhà. Ôi, đây là con đường này đây nè. Kỷ niệm của mình. Đây nè cả nhà ơi, các bạn mình ơi nè. Đây con đường thể thao của mình nè. Đây là một thửa ruộng không phải ruộng mà là cái gì, nó khô cằn thì kêu bằng cái gì cả nhà. Không phải ruộng, ruộng là có nước đúng không nè. Đây là gì? Đây mình cũng không biết kêu là gì nữa. À, đây có nó lúa mì cả nhà. Đây lúa mì nè cả nhà ơi. Các bạn mình xem nè, lúa mì, cây lúa mì nè. Cả nhà mình biết cây lúa mì chưa? Cây lúa mì nè cả nhà, nó khác với lúa nhà mình đúng không nè. Cái hộp nó bự ơi là bự. To ơi là to. Đây cả nhà. Đây cái rễ nó nè, gốc nó nè, ở dưới nè. Cả nhà thấy nó cao không nè. Đây là cây lúa mì ở Đức đó cả nhà. Các bạn ơi, lúa mì nè. Có bông rồi nè. Hoa đây rồi. Hoa nè cả nhà. Cả nhà ngạc nhiên gì tại sao mình là tên bloomer hả cả nhà? Có mấy anh em lên đi lên nói mình là bờ lu bờ mà còn lu mờ nữa. Lu mà còn mờ nữa. Trời ơi, tiếng Việt là vậy. Nhưng mà tiếng Đức là bông hoa đó cả nhà. Không phải lu mờ đâu. Đây. Cái lúa mì nè cả nhà. Cả nhà thấy cây lúa mì lần nào chưa nè? Cái bông nó nè. Đó, nó ra bông rồi đó. Mai mốt nó chín mình ra đi. Mình quay cho đại gia đình mình xem nha. Wow, mình sẽ quay lại cho các bạn mình xem thôi. Cây lúa mì nè, đẹp chưa nè. Đây. Gốc rễ nó dưới nè. Rồi, cây nó lên cao nè cả nhà. Đó, quá chừng bông luôn. Cái này là gọi là trúng mánh hả cả nhà? Gọi là cái gì? Nó ra điều như vậy gọi là cái gì đó nha? Là gì? Được mua, được mua hả cả nhà? Wow, đẹp nè. Quá chừng đẹp chưa? Wow, cây lúa mì cái hột nó bự bự. To to, không phải như hột lúa.
nó khác như hột lúa ha đó nha, đều lắm luôn đó. Mình kể chuyện này cho cả nhà mình sẽ nghe nè các bạn ơi. Hồi trước cây lúa mì này mình đâu có biết đâu, mình tưởng cỏ. Ở nhà mình có nuôi một con thỏ, mình ra đây mình cứ cắt cắt cái cây này về cho nó ăn. Mình tưởng cỏ cả nhà, mình tưởng cỏ mình đem mình cắt về cho con thỏ nhà mình ăn đó. Tại vì cả nhà biết không, người ta gieo ngộ lắm, người ta gieo trước khi mà tuyết nó rơi xuống đó cả nhà. Khi tuyết mà rơi xuống thì người ta đã gieo rồi, thì lúc nó mọc lên mình đâu biết đâu, mình đâu có biết là lúa mì, mình tưởng là cỏ cả nhà, mình tưởng cỏ mình ra mình cắt, mình ra mình cắt mình hái về cho con thỏ nhà mình ăn. Nhà mình có nuôi một con thỏ trắng rất là dễ thương luôn đó cả nhà. Đây là đường đi của mình nhiều kỷ niệm nè. Kỷ niệm gì cả nhà biết không, là con thỏ của mình đó. Mình ra đây nè, ra đám lúa mì này nè, mình tưởng nó là cỏ, mình cắt về cho con thỏ mình ăn đó. Wow, đám lúa mì này rất là nhiều bông hoa rồi lên ra bông rất là đều luôn cả nhà ơi. Cái này gọi là trúng mánh rồi đúng không nè, là thu hoạch là ngon lành luôn nè, quá chừng luôn, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Cái bông hoa còn màu xanh, khi mà nó chín thì nó vàng giống như lúa vậy cả nhà, mà nó cao lắm nha. Chắc nó cao hơn lúa quá đó các bạn mình xem. Wow, rộng bao la chưa. Đó, người ta cũng đi thể thao bằng xe đạp đó cả nhà, mình thì đi bộ thôi. Ở phía trên kia người ta cũng dẫn chó ra đi dạo rồi đó cả nhà. Đó, người ta dẫn chó ra ngoài đi dạo rồi đó. Chó ở đây người ta thương lắm cả nhà ơi, được cưng chiều lắm, chứ không phải như Việt Nam mình đâu. Chó ở đây là cưng lắm, là cưng luôn đó, yêu ơi là yêu. Mỗi ngày thì phải dắt ra ngoài chơi mấy lần đó. Đó, cánh đồng rộng bao la hả cả nhà, cánh đồng lúa mì đó các bạn ơi. Wow, cánh đồng thẳng cánh cò bay luôn nè. Wow, giờ đi ra đây nó đã ra bông nhiều như vậy rồi đó. Wow, quá chừng đẹp luôn cả nhà ơi. Các bạn mình thấy cánh đồng này rộng không nè, thẳng cánh cò bay luôn hả các bạn. Đây các bạn mình xem nè. Wow, trời hôm nay đẹp lắm cả nhà ơi. Các bạn mình ơi, trời nay rất là đẹp luôn, nắng chang chang luôn, không có gió gì hết trơn. Mình đi từ nãy giờ mệt quá. Ơi cả nhà ơi, các bạn mình nè, các bạn mình xem nè. Wow, đồng lúa mì rộng bao la chưa. Wow, hai bên dãy luôn cả nhà. Wow, lúa mì nào cũng trổ bông hết á. Đây có hai loại, có hai loại lúa mì đó cả nhà. Lúa mì bên đây khác nha, lúa mì bên kia khác. Nãy mình giới thiệu cho cả nhà rồi đó, bây giờ mình giới thiệu cây lúa mì này nha cả nhà. Để mình quay cho cả nhà mình xem, chắc bạn mình xem cái lúa mì này nó đẹp như thế nào nha, nó lạ ra sao nhá. Đây các bạn mình xem nè. Wow, cái lúa mì này giống như lúa nhà mình hả cả nhà. Nè, cái bông đó nè, nó lạ hơn cái lúa mì hồi nãy mình quay cho đại gia đình mình xem đó. Wow, nè cả nhà xem. Mình mở nó ra, mình mở nó ra một chút nè, mình quay ở dưới nè, từ dưới lên trên cho đại gia đình mình xem nè. Ơi các bạn mình xem nè. Wow, cái lúa mì này lạ nè cả nhà, đẹp ơi là đẹp luôn đó. Nó tủa tủa lên trên luôn, nó cái hột nó ở trong rồi, nó có cái nhánh nhỏ nhỏ li ti á, quá là đẹp luôn đó cả nhà. Đó
các bạn mình xem, lạ không nè. Có giống cây lúa nhà mình không? Cái hột giống như hột lúa lắm, nhưng mà cái này là lúa mì hả cả nhà. Ở đất này người ta chứ không có trồng lúa gạo đâu. Wow, đó bây giờ có gió đó. Ôi, gió làm cho cây cỏ nè, cho lúa mì nè, reo vui nè. Wow, tung đùa trong gió đó, đẹp không cả nhà? Các bạn mình thấy đẹp đúng không nè? Wow, rộng bao la chưa? Wow, bát ngát chưa cả nhà? Ôi các bạn mình xem nè. Wow, mới đây mà nó đã ra hoa ra bông rồi nè, rất là đẹp luôn. Wow, chắc là sắp chín rồi đó cả nhà. Wow, đẹp ơi là đẹp. Mình tiếp tục giới thiệu cho đại gia đình mình xem con đường kỷ niệm của mình. Đó cả nhà, con đường kỷ niệm của mình, mình giới thiệu tiếp nha cả nhà. Đây cả nhà, mình thấy cái cây này nó lạ quá, mình phải quay lại. Đây là lúa mì, mình không biết cái loại lúa mì này là lúa mì gì nha cả nhà. Mình chỉ giới thiệu cho đại gia đình mình thôi chứ mình không biết. Cây này lúa mì thì nó đẹp đẹp như vậy nè cả nhà. Đó, nó tia tia tủa tủa đẹp như vậy đó. Đó cả nhà, đó nó tia tia tủa tủa rất là hay luôn á, rất là đẹp mắt luôn á cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu qua bên này nha. Bên này nè cả nhà, đó bên này người ta cũng đây đi thể thao bằng xe đạp cả nhà ơi. Đây mình sẽ qua đây nhé cả nhà. Đây cả nhà mình xem nè, cái lúa mì này đó nó khác cái lúa mì nãy nha cả nhà. Các bạn ơi, các bạn xem nè, nó khác chưa nè. Hồi nãy là nó tua tủa đúng không nè, còn cái này nó không có như vậy, nó thẳng đứng lên luôn à. Đó, đây là lúa mì nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy hai loại khác nhau đúng không nè. Đó, mình phải quay cho các bạn, cho đại gia đình mình xem chứ, phân biệt coi lúa mì ở đây của Đức nó như thế nào. Đó, cả nhà mình cũng biết được. Đây là cây lúa mì. Cây lúa mì đây rồi. Đó, bây giờ mình mới biết cây lúa mì nó trổ bông như vậy đó cả nhà. Đó, bao la bát ngát chứ cả nhà. Wow, còn đây cả nhà ơi, con đường kỷ niệm của mình. Wow, con đường kỷ niệm của mình ở nơi này. Hồi trước người ta làm đường ở đây nè cả nhà. Mình ra đây á, mình ra đây mình cầu nguyện ở đây nè, mình cứ ngồi cầu nguyện ở đây nè cả nhà. Đây cả nhà, đây cái chỗ này là hồi trước nè người ta sửa đường ở đây nè, mình ra đây mình ngồi cầu nguyện đây nè. Đây là con đường kỷ niệm của mình đó. Rồi mình cũng hái rau cho con thỏ mình ăn ở đây nè đó cả nhà. Mình hái rau cho con thỏ ăn ở đây. Người ta cũng bán dâu tây với măng tây cả nhà. Đây người ta cũng bán măng tây ở đây nữa nè. Mình vô đây mình hái cỏ cho con thỏ mình ăn đó cả nhà. Nhưng nhiều lúc đem về là có sâu á, trời mình sợ quá, mình nhảy tưng tưng luôn á, mình sợ sâu với sợ rắn lắm cả nhà ơi. Đó, hôm nay ra đây giới thiệu cho đại gia đình mình xem đó, con đường kỷ niệm của mình đó. Mình đi hái cỏ cho con thỏ mình nè, rồi có con chim nó múa ở trên bầu trời nữa, hay lắm. Trời, hay lắm cả nhà, kỷ niệm lắm cả nhà. Cảm ơn đại gia đình thân thương của mình, cảm ơn các bạn.
đã đồng hành với kênh Blue M Cuộc Sống Người Đức của mình. Nếu cả nhà thích video của mình, cả nhà nhớ đăng ký kênh cho mình với nha, rồi bấm like, bấm chuông cho mình nha cả nhà. Cả nhà thích đi đâu comment ở dưới, mình sẽ dẫn đại gia đình mình đi Blue M Cuộc Sống Người Đức sẽ dẫn đại gia đình mình xem những gì đẹp ở Đức, có những gì. Thì mình quay lại cái cảnh cuộc sống ở Đức cho đại gia đình mình xem nha cả nhà. Hôm nay mình ra đây mình giới thiệu cho đại gia đình mình xem cái con đường kỷ niệm của mình. Có nhiều kỷ niệm ở đây cả nhà. Mình đi hái cỏ cho con thỏ mình ăn nè, rồi mình gặp con chim nè, nó bay ở trên bầu trời nè, nó vui mừng, nó bay rất là dễ thương. Chỉ có mình thấy thôi cả nhà, hay ghê á. Lúc đó mình ngước mắt lên là ôi con chim nó đang múa cho mình coi đó, rất là hay luôn. Và một điều nữa là mình cũng có gặp con rắn nữa, mà mình tưởng nó là con rắn mũ, tưởng đâu người ta đi ngang qua con cái người ta bỏ rớt á, làm rơi đó, nhưng mà không phải, là con rắn thiệt cả nhà. Nhưng mình sợ muốn chết luôn, sợ ơi là sợ luôn á cả nhà. Mũ, rắn mũ mà mình còn không dám cầm nữa, không chi gì rắn thiệt. Cảm ơn đại gia đình. Giờ này Blue M cũng xin kính chúc cho đại gia đình thân thương, nơi nào còn sáng thì một buổi sáng vui vẻ bình an, phước hạnh yêu thương dư dật. Còn nơi nào tối thì mình cũng xin kính chúc cho đại gia đình thân thương, anh chị em và các bạn một buổi tối an lành, một buổi tối bình an và ngủ ngon nhé cả nhà. Bây giờ Blue M xin chào và hẹn gặp lại video lần sau nha cả nhà. Cả nhà chờ đón xem nha. Blue M sẽ dẫn đại gia đình mình giới thiệu sẽ đi đâu nha cả nhà. Cả nhà chờ đón xem video lần sau nha. Mình cảm ơn đại gia đình rất là nhiều luôn. Bye bye cả nhà. Bye bye các bạn. Bye.